Rồi, hello các bạn, mới kênh Lim Trần Sinh của mình tiếp tục làm chủ series mới nha. Đây là phần view Chaboza Custom nha các bạn. Đó, phần này mình sẽ đi qua dòng và đẹp perfect nha. Đây là phần mới nha, phần B là Barbica. Đó, bây giờ mình sẽ đi dòng level 1 nha các bạn. Rồi, mới vô mình sẽ nhử con này một chút. Đó, mình sẽ cho ông đánh lại hướng ổn bằng cách sử dụng cái dấu chân, cái tiếng động của cái chân của mình nha. Sau đó mình sẽ chạy vô trong phòng này mình lấy vàng. Rồi tiếp tục, let's go. Trong đây có một bà cụ già nha các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ nhử bà ra vào đây. Các bạn đứng im nghe, cho bà đi ra. Sau đó mình sẽ đặt vào đây một cái thế bồ, thế mai luôn. Rồi mình sẽ ủi bà vô các bạn. Đơn giản thôi, thế là mình đã dịch chuyển xong bà cụ già này. Rồi tiếp tục. Còn ông này mình ra mình dịch chuyển luôn nghe. Đó, đặt góc này và chạy một phát. Thế là chúng ta đã xong. Rồi bây giờ mình xuống tranh thủ lấy vàng nha các bạn. Đó, con mình không kịp thời gian nha. Ồ, còn 13 giây nữa các bạn. Còn 10 giây nữa. Mình đang đợi camera này cho nó quét xuống ngang. Mình lấy được cái vàng nằm ngang góc kia. Hy vọng là kịp nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ chạy đi qua vòng liền luôn. Ồ, may quá, thế là chúng ta đã thành công các bạn. Còn 0 giây nha. Rồi, thế là chúng ta đã hoàn thành xong level 1. Bây giờ chúng ta sẽ đi phần level 2. Đó, bạn nào thấy kênh Lim Trần Channel của mình hay hấp dẫn, các bạn nhớ nghe, ấn comment, like, share hoặc subscribe kênh Lim Trần Channel của mình nha. Ok, thì các bạn thank you so much. Rồi, mình sẽ biến vô chiếc xe này, mình sẽ lên đây luôn. Ok, mình sẽ núp đây nghe, đợi cho ông Bolix U này ông quay qua, mình sẽ chạy lên đây. Đó, đánh lẹt hướng ông luôn các bạn. Sau đó đặt một cái dịch chuyển ở đây. Ồ, rất là mạo hiểm nha các bạn. Không được. Rồi đặt góc này, chạy qua đây một cái. Đẩy vô các bạn. Thế là chúng ta đã dịch chuyển xong con bullet dây này nghe. Bullet U này nghe các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vô trong cái phòng này. Đó, vô trong phòng này mình sẽ lấy vàng luôn các bạn. Sau đó chúng ta sẽ ăn một cái lo này. Đó, mình sẽ nhử cho con bullet gậy này lên trên chuyên nha. Rồi, tiếp tục mình sẽ đi qua bên kia mình lụm hết vàng luôn các bạn. Lụm full gun nha. Đó, vô đây lụm hết vàng luôn, xong xuôi. Bây giờ mình sẽ đặt một góc ngang chỗ này. Ngay góc này. Đứng đây mình đợi luôn các bạn, đợi cho ông Bolix gầy này ông đi qua, ông đi xuống cái cổng này, mình sau đó mình sẽ chạy qua dịch chuyển luôn. Bước luôn. Đó, thế là chúng ta đã dịch chuyển ông thành công. Bây giờ chúng ta đi qua vòng thôi các bạn. Ok, thế là chúng ta đã hoàn thành phần level 2. Rồi, mình sẽ nét 3 đi phần level 3 nha các bạn. Đó, đây là sử dụng là Bird of Chaboza nghe. Đây một phần con boss này mới đeo một cái mặt nạ của con Chaboza vô. Một bộ đồ trang phục này. Rồi, nhử luôn. Đó, nhử ông cái ông trong nhà này, ông nói tới dấu đỏ đó. Chạy qua một phát nữa là xong một ông. Quá là nhanh gọn liền nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ vô trong này. Lấy cái khay màu đỏ này để mở cửa trên kia nghe. Đó, bây giờ mình sẽ lên trên này. Để một chút. Rồi, mình sẽ đặt góc này nghe. Ô ô, xém chút nữa bị phát hiện nha các bạn, hên quá. Rồi, bây giờ mình từ từ, mình sẽ đứng góc này. Góc này là góc đẹp. Chạy vô một cái, xong. Đó, thế là chúng ta đã dịch chuyển được hai nhân vật trong cái phòng này nghe. Bây giờ tiếp theo mình sẽ đi qua đây các bạn, mình sẽ lặn qua đây, coi bên này có vàng mình lụm hết nha. Ô, còn một con Bolix U này, dịch chuyển luôn các bạn. Đó, nhanh gọn lẹ, ổng mà không vô là mình ủi không vô, chắc chắn là dính luôn các bạn. Dính luôn, tự dính luôn các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình mở cửa và đi qua vòng thôi các bạn. Thế là chúng ta đã hoàn thành cái phần BWK Level 3. Giờ chúng ta sẽ đi phần Level 4 nha. Ok, vòng này có thể như thế nào? Ồ, mới vô chưa gì là thấy là có Bolix rồi nghe. Ồ, vòng này có 4 Bolix, mình sẽ dịch chuyển nhanh gọn lẹ các bạn. Rồi, qua đây một phát là một anh đã dính vô, tiếp tục. Cái ông Bolix trên này. Một phát nữa, dính vô luôn. Đó, sau đó mình sẽ vô trong này các bạn. Không cần đi đường dưới kia nghe. Xuống đây mình sẽ gom hết toàn bộ vàng trong cái phòng này. Bên kia có một cái nữa nghe các bạn. Đừng bỏ sót một miếng vàng nào. Rồi, dịch chuyển luôn. Chạy cái nhẹ, cái là dính kèo liền các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình xuống dưới này. Bấm cái chuông đó, mình sẽ núp góc này các bạn. Đặt đây một cái thế bồ cái xe mai để sẵn. Đó, để cho Bolix U này nó đi lên nha. Sau đó chúng ta sẽ chạy tạo cho tiếng động. Rồi, ông sẽ vô dính luôn. Ồ, chưa dính mình sẽ đặt ủi vô nghe. Đó, yes, thế là chúng ta đã dịch chuyển xong xuôi 4 Bolix U này nghe. Rồi, nhiệm vụ cuối cùng chúng ta sẽ chạy qua vòng thôi các bạn. Để đi tiếp tục vòng tiếp theo nghe.
Ok, let's go, bao phết luôn các bạn. Đó, chuẩn bị bao phết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi dòng level 5. Đó, level 5 nghe. Ok, coi thử mình lên trên này như thế nào đây. Ồ, dòng này có một con bò ủi nghe. Mình sẽ lấy về. Mình sẽ lên đây, mình sẽ dịch chuyển luôn ông trong nhà kia luôn. Đó, mình sẽ đặt đây. Sau đó mình sẽ chạy một phép. Khó nghe. Đừng có lo là xong á. Rồi, dính ngay các bạn. Tiếp tục xuống đây mình sẽ dịch chuyển luôn cái ông Bolito này luôn các bạn. Đơn giản thôi. Đặt một cái thì level thì smile chỗ này. Chạy một cái là xong các bạn. Đó, nhớ là chạy vào kiếm đường lặn cho sau liền nghe. Rồi, bây giờ mình sẽ vô đây mình lấm hết vàng. Đó, phần này mình sẽ giữ con bò nghe. Con trâu này nó ủi vô. Phá cái vách tường này để mình chạy ra. Mình chạy vô trong khi mình lấy vàng. Rồi, đồng thời mình sẽ đặt một cái thế level thì smile luôn. Ok, thế là chúng ta đã thành công. Lụm vàng hết các bạn và đi qua vòng thôi. Rồi, thế là chúng ta đã hoàn thành xong phần Silver level 5 nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi phần level 6. Ồ, cái này cũng đơn giản thôi các bạn, không có gì khó hết. Sử dụng dấu chân của Bird ở Chamboja là ok. Chờ trong bullet ở đầu chọc này quay qua nghe, vô dịch chuyển luôn. Đó, đặt lên cái, chạy cái nhẹ là xong một ông. Rồi, pin lên đây luôn các bạn, lấy hết về, biến thành một cái nhân vật trong phòng này đi qua camera anh kia nghe. Rồi, let's go, đi bộ thôi, rất là chậm nghe các bạn. Ok, dịch chuyển luôn, chạy một phát các bạn. Đó, ông sẽ vô. Rồi, dính luôn các bạn. Con đó này nữa, lên dịch chuyển con đó này luôn. Bập một cái liền. Không được, đặt đây một cái luôn. Đó, chơi con này luôn các bạn. Mình không dám còn cưa lỏng mất con cái camera nó hiện lên lại nghe. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy vàng full gold và đi qua vòng thôi các bạn. Đó, thế là chúng ta đã thành công phần xuyên bay level 6 nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đi phần xuyên bay phần Billabobica level 7-1. Đây phần Billabobica nghe, sorry các bạn nè. Rồi bây giờ mình sẽ chạy cái âm vô luôn các bạn. Đó. Ok, dịch chuyển luôn các bạn. Một chiếc nữa các bạn. Khá là hấp dẫn. Rồi, thế là dịch chuyển xuống Bolit đầu chọc này luôn. Phút này là mình sẽ tính toán, mình sẽ đặt ngay các bạn. Còn chân ủi mình là tiêu. Chỉ một chiếc nữa các bạn ơi. Rồi, an toàn các bạn. Dính vô. Rồi, bên đây còn 3-4 ông nữa. Rồi, đứng qua sau có dịch chuyển là chắc cứu. Quá mẹ ông lẹn kinh các bạn. Ông lẹn qua xuyên qua hai cái thế level thế mai của mình luôn. Nhưng mà dính một cái. Rồi, còn một anh nữa, một anh cứu mèo đang chạy xuống đây. Mình sẽ biến trang phục, đi ra ngoài mà coi thấy anh này, anh có dịch chuyển nghe. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy cái khay này và mở và đi vô trong phòng này nghe các bạn. Đó, chúng ta sẽ đi qua và vô kia tới cái vòng cuối cùng và chúng ta sẽ đi qua vòng. Rồi, ok, vòng ra ngoài. Đó là chúng ta đã thành công nghe. Chắc chắn là sẽ được perfect nha. Các bạn nào thích kênh Minh Chặt Channel của mình làm video hay hấp dẫn, thú vị thì các bạn nhớ ấn comment, like, share, ủng hộ kênh Minh Chặt Channel của mình nha. Ok, xin chào các bạn, thank you so much. Rồi, bây giờ mở cửa mạnh ra luôn. Dịch chuyển luôn các bạn. Rồi, xong. Một anh nó lên thiên đàng. Tiếp theo mình vô trong phòng này, bấm một cái lo này luôn các bạn. Không có gì hết, không có gì xảy ra hết, bấm cái lo này đi. Rồi, mình sẽ đặt bên đây nghe, để trong bolit kêu nghe. Đó, nghe em đi vô này, mình sẽ đặt bên góc này. Để dịch chuyển nó bằng sử dụng là bước chân của Chamboja nghe. Rồi, chạy vô một cái vô cổng là xong. Thế là chúng ta đo dịch chuyển ổng thành công nghe. Đó, các bạn đặt cái dịch chuyển xong mà cho chính xác nghe các bạn. Để chúng ta sẽ chạy một và cho nó chuẩn luôn. Đây, đặt góc này. Chạy một cái, xong. Thế các bạn đặt chỉnh phép đó là xong nghe. Rồi, chúng ta sẽ đi qua vòng đó các bạn. Đó, là chúng ta sẽ dòng hoàn thành cái phần level A rồi. Và chúng ta tiếp tục với dòng level 9. Level 9 coi đây này, coi như cái gì đây. Dễ thôi các bạn, bên lên đây luôn các bạn. Chạy sau lưng ống luôn, móc đầu vô sau lưng ống. Rồi, đặt góc đây chắc là xong các bạn.
Đó, thế là ông nghe và chắc chắn sẽ đi tới nghe. Ồ, có một con bò đang nhìn mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vô trong. Đó, vô trong gom hết vàng, có vàng nào lấy hết. Con mình sẽ thất thoát một món vàng là mình sẽ không được qua vòng nha. Rồi, ông Molito đang đi trước mặt mình. Mình sẽ bám đuôi theo ổng. Ok, dính vô luôn. Đó, yes, thế là nhanh gọn liền nha các bạn. Rồi, cái con bò này nữa các bạn phải nhử cho nó ủi cái đống gạch này ra để mình sẽ thoát thân nha. Ok, lượm vàng luôn. Rồi, nó đang ủi mình. Chuẩn bị rút chạy 100%, đặt nó đi chuyển đi luôn, cho nó ủi vô luôn. Rồi, let's go, chúng ta sẽ chạy đi 3 vòng liền các bạn. Đó. Rồi, tức là chúng ta đã thành công với phần level 9. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi cái vòng cuối cùng, level 10. Đó, vòng cuối cùng của phần video này nha. Hy vọng các bạn luôn xem ủng hộ kênh Mim Chàng Channel của mình. Nếu mà các bạn thấy hay, các bạn nhớ nghe like, comment, subscribe kênh của mình nha. Một kênh thì các bạn đăng ký xuống mất. Phút đây mình bắt buộc phải đặt cái chỗ đó cho các bạn. Để ông ba anh đây, ông sẽ câu giờ cho cái delay kia nó biến mất. Khi mà ông biến rồi, là ông sẽ dính dịch chuyển mình, ông biến mất rồi là cái công tắc sẽ trở lại bình thường, là hiện delay ra là mình sẽ bị phát hiện nha. Rồi canh ông cái là mình chạy vô liền. Đó, chuẩn xác 100% nghe bạn nào mà đi mà không canh mà không lệch, không sai, không đúng cái là sẽ chạy vô TLG sẽ phát hiện ngay. Rồi, chúng ta sẽ dịch chuyển. Đó, chúng ta sẽ dịch chuyển bình thường, bình tĩnh nha các bạn. Đó, đặt đây một cái, chạy qua đây. Ô, đẩy vô các bạn. Chắc chiếu nữa các bạn ơi. Ok. Đẩy vô. Rồi, let's go, tức là chúng ta đã thành công. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái khay này và chúng ta sẽ đi qua vòng thôi các bạn. Ok, thì các bạn đã xem ủng hộ kênh của mình nha. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.